uyển chuyển không nha. Phải, cái điều đầu tiên đó là chị nghĩ là đầu tiên là em phải tập một cái thói quen là mình ráng mình đi sáng cái chân để cho cái phần này của mình nó có điểm hở. Thứ hai á là khi mà mình quốc á các bạn cố gắng mình đừng có ước mặt lên quá nhiều và tập trung một điểm thôi thì nó sẽ bắt mắt và sẽ hút hơn. Mặc dù cái mình đi mình mạnh nhưng mà mình có cái đầu đưa lên như vậy người ta sẽ bị mất tập trung, nên thành ra là em đi lại tự tin hơn rồi nhớ hít thở, đừng đứng thở nha. Sáng luôn thì tạm đi. Okay, yeah. Thank you.